Rồi rỉ tin nhắn La Thành tiếp tục vướng phải nợ nần, cầu xin chủ nợ một con đường sống. Thông tin diễn viên La Thành tiếp tục vướng phải nợ nần khiến cho nhiều người không khỏi hoang mang. Mới đây, thông tin La Thành vướng phải nợ nần với vợ cũ Châu Việt Cường đang khiến cư dân mạng xôn xao. Cụ thể ít giờ trước, một đoạn chat được đăng tải trên mạng xã hội về việc nam diễn viên đã dây dưa khá lâu và hiện không còn khả năng chi trả. Có thể thấy tình hình khá căng thẳng khi La Thành phải lên tiếng cầu xin anh chị cho em con đường sống. Hiện vẫn chưa xác định được độ tin cậy của thông tin này và đang chờ đợi phản hồi chính thức từ La Thành. Đây không phải lần đầu tiên La Thành vướng vào chuyện nợ nần. Cách đây vài tháng, nam diễn viên cũng từng bị tố quỵt nợ bỏ trốn. Thậm chí anh từng phải gác lại tất cả công việc, sống ẩn dật trong suốt một năm dài tá túc tại lò bánh mì ở Long An. Sau khi được bạn bè giúp đỡ, nam diễn viên sắc đẹp ngàn cân cho hay do làm ăn thua lỗ và bị lừa đảo nên đã lao vào cờ bạc để mong kiếm tiền trả nợ. Tuy nhiên con số chỉ ngày một tăng dần chứ không giảm. Chia sẻ trước truyền thông, La Thành hứa sẽ không gây thêm nợ nần và tập trung vào công việc, nhưng với tình hình hiện tại thật khiến cho khán giả không khỏi hoang mang.